Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viết Sơn Audio. Đây là đầu tiên cho Viết Sơn Audio, xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị và các bạn. Và trở lại với clip ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn những bức xúc trong cái vấn đề bán hàng hoặc là mua hàng. Chúng ta gặp phải những cái trường hợp những người nó sống nó không được tử tế. Và tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về cái trường hợp đầu tiên để anh em trong giới âm thanh và những người chơi audio chân chính chúng ta nên tránh xa những hạng người này ra. Trước hết là cái trường hợp của anh Nguyễn Ánh. Trước đây thì anh ấy thỉnh thoảng vẫn lấy của tôi 1-2 con lọc. Tức là anh ấy có mỗi lần gọi điện cho tôi thì bảo là anh là thợ có con, thì chú tạo điều kiện cho anh để anh lấy hàng về anh bán, anh kiếm ít tiền mùa Covid. Bình thường thì như bọn tôi giao hàng thì phải giao cái số lượng. Cái số lượng thì nó cũng mới có cái giá thợ. Nhưng thì anh ấy nói khó thì tôi vẫn để cho anh cái giá thợ. Chẳng hạn 2-3 tháng anh lấy một con rồi anh bán lại cho người quen nó, thứ anh lấy lãi thì tôi vẫn tính cho anh cái giá thợ. Thì hôm vừa rồi thì tôi có bán cho anh một con, có gửi về cầu Đại Phúc, Bắc Ninh. Anh này có tên Zalo là Nguyễn Ánh thì chỉ có quen biết khi giao dịch trên Zalo thôi, chứ anh em không gặp nhau bao giờ. Thì đây là cái hình của anh đấy. Tôi xin phép được chia cái hình của cái chị đứng bên cạnh vì cái chị này không liên quan. Đây là cái hình ảnh của cái anh Nguyễn Ánh, cái Zalo tên là Nguyễn Ánh, vì anh đã giao dịch với tôi qua cái Zalo này. Khi anh ấy mua cái con lọc của tôi thì trị giá của nó là 3,1 triệu. 3,1 triệu. Nhưng do tôi đông khách, tôi ghi nhầm là 2,1 triệu. Và khi nhà xe đến giao hàng cho anh đấy ở cầu Đại Phúc, Bắc Ninh, nhà xe thu về 2,1 triệu. Thì đến tối tôi cộng sổ thì tôi phát hiện là ghi nhầm. Tôi mới báo với anh ấy là cái con này là 3,1 triệu, thì em ghi nhầm 2,1 triệu. Thì cái anh này anh biết là tôi ghi nhầm nhưng anh vẫn không nói gì. Vì khi làm giá với nhau thì tôi bảo là bán cho anh giá thợ là 3,1 triệu, nhưng tôi ghi nhầm là 2,1 triệu, anh ấy vẫn lấy hàng bình thường. Và cái anh này là sống tại Bắc Ninh, còn không biết anh nó có phải là người Bắc Ninh hay không. Vì người Bắc Ninh người ta mua hàng của tôi rất nhiều, người ta rất sòng phẳng, người ta thậm chí còn chuyển khoản trước 100%. Nên là tôi chỉ biết anh này là sống ở Bắc Ninh, còn không biết anh nó là người gốc ở đâu thì tôi không biết. Anh nó có số điện thoại là 0358 845 109. Nên trong giới anh em bán âm thanh hết sức lưu ý. Và đến tối thì tôi phát hiện được nhầm thì tôi báo lại cho anh ấy thì anh ấy không trả lời. Và tôi gọi điện thoại cho anh ấy, anh không nghe máy. Và tất nhiên là anh mang cái con lọc này đi anh bán cho khách thì vẫn là cái giá hơn 3 triệu gần 4 triệu. Vì tôi bán cho anh ấy cái giá thợ là 3,1 triệu. 3,1 triệu. Nhưng tôi tính nhầm là 2,1. Anh nó vẫn biết là tôi tính nhầm, nhưng anh nó vẫn giá cho nhà xe có 2,1 triệu. Và đến tối tôi điện anh không nghe máy. Và từ hôm đến giờ thì tôi điện không nghe máy. Đối với chúng tôi thì 1-2 triệu bạc nó không đặt thành vấn đề. Nhưng cái tiền mà nếu như chúng ta ủng hộ người nghèo hoặc là chúng ta đi làm từ thiện thì nó không sao. Nhưng đối với những người bây giờ người ta giúp mình thì bây giờ mình lại chơi lại không đẹp. Tất nhiên cái này là lỗi do chúng tôi thôi, vì chúng tôi ghi sai. Nhưng mà gặp phải những cái người mà có cái tính tham lam như này, tính bẩn như này thì mình phải chịu. Chứ còn bình thường như chúng tôi bán hàng cho khách hàng mà gửi nhầm, người ta còn chuyển lại, người ta bồi lại cho chúng tôi, chứ không phải là nói như những anh em thợ với nhau. Đây, ông này ông tự xưng là thợ, ông cũng mua đôi ba con, ông bán cho anh em bạn bè gì đấy. Ông bán ông có lấy lãi chứ không phải không đâu. Thậm chí ông mua một con lọc mà đến lúc đến nhà khách ông cài đặt, ông không mới cài đặt. Tôi phải gửi video qua cái Zalo này của ông ấy cho ông cài đặt cho khách để ông lấy tiền lãi của khách. Mà đến khi tôi ghi nhầm giá cho ông ấy, ông ấy chỉ ăn ra được 1 triệu tiền nhầm mà ông ấy cắt đứt luôn mối quan hệ giữa tôi và ông đấy. Tôi đã từng giúp ông ấy bán cho ông ấy những con lọc, ông lấy số lượng có một con, vài 3 tháng ông lấy một con vẫn bán cho ông bằng giá thợ. Chứ còn thường thường thợ người ta phải nhập 5-7 con thì mới có giá thợ. Trong giới anh em bán audio tránh xa cái ông này ra. Cái số điện thoại này thì khả năng nó vẫn thay đổi. Cái tên Zalo của ông là Nguyễn Ánh, có địa chỉ ở Bắc Ninh.
Ông nhận hàng của tôi là gửi cái nhà xe Tuấn Kiệt đi Hải Phòng, đi đường 18, nó qua cầu Đại Phúc, Bắc Ninh. Và tôi quay lại cái mặt của cái ông này cho quý vị và các bạn nhìn. Nhất là anh em bán audio, chúng ta nên cảnh giác. Đây là khả năng ông đang đi lễ chùa đi đâu đây. Đi lễ chùa mà tâm đâu có sạch cho mà đi lễ chùa làm gì. Đây là cái mặt của anh, nó nhìn rất là sáng sủa, nhìn tướng giám đốc phết ấy. Thế mà 1 triệu bạc mà đánh đổi cả cái nhân cách của mình. Đấy, anh xem được cái TV, à cái clip này chắc anh cũng sướng nhỉ. 1 triệu bạc nó có đáng bao nhiêu đâu. Tôi giúp anh mà anh lại làm ăn cái kiểu đấy thì tôi không được hài lòng. Đấy quý vị và các bạn, trường hợp thứ nhất là nó như vậy. Trường hợp thứ hai, đây là những cái trường hợp buôn hàng. Nếu buôn hàng bình thường thì là giờ gặp là chuyện bình thường, nó không có gì là ấy. Cái trường hợp này của cái anh này tên là Trang, địa chỉ ở thôn Tân An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Anh Trang này có số điện thoại 0965 590 379. Địa chỉ ở thôn Tân An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Tôi ship cho anh một đôi loa lời 2,1 triệu. Trước khi anh đặt hàng thì anh bảo mình người lớn với nhau, anh cứ ship vào đi, tôi sòng phẳng. Và tôi ship vào là ngày mùng 5 tháng 5 năm 2011. Vào thì bưu điện, nhân viên bưu điện, điện anh không nghe máy thì nhân viên bưu điện với điện quay lại cho tôi. Tôi bảo chắc là người ta bận thì anh lưu lại 1-2 hôm. Thì nhân viên bưu điện họ báo luôn, bảo anh ơi anh là chắc lần này anh mới bị lần đầu tiên. Còn cái anh này là anh nó có truyền thống đặt hàng bên âm thanh rất nhiều nhưng không bao giờ anh nhận hàng. Bên bưu điện của bọn em lúc nào cũng có tầm 5-7 đơn của anh đấy. Đấy. Và đến ngày tôi gửi đi từ ngày mùng 5 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5, bưu điện trong đấy họ hoàn lại, họ bắt đầu làm cái thủ tục cho hàng quay về. Và đến ngày hôm qua là 20 tháng 5 ngày hôm kia là bưu điện thành phố Sông Công chuyển hoàn lại cho tôi. Nó rất mất thời gian. Mình gửi đi từ ngày mùng 5 tháng 5 đến khi lấy một gói hàng quay về nó đến tận 20, mất nửa tháng trời. Nếu mà cái hàng này ở nhà thì có khi mình bán đi đến một cái đôi này xong mình lại mua một đôi khác về mình quay vòng rồi. Đấy anh em hết sức là lưu ý. Đây là những trường hợp họ cố tình họ đặt nhưng họ không lấy hàng của rất nhiều cửa hàng bán âm thanh. Đây là cái địa chỉ của cái vị khách này đấy. Chính vì vậy nên là vì những cái vị khách này mà đâm là bên bán âm thanh người ta mới bắt các vị đặt cọc là như thế vậy. Đặt cọc để tránh cái tình trạng đặt chơi như thế này. Chứ bình thường mà cứ mua thì ai bắt đặt cọc đâu. Những người này là làm ảnh hưởng đến những người khác, người ta mua đàng hoàng. Đấy, bán này không có lãi đi về, thậm chí nó còn hỏng loa. Tiền cước đi, tiền cước về. Tiền cước đi, tiền cước về thì chúng tôi giao được hàng hay không thì bưu điện họ vẫn lấy được tiền cước. Nhưng cái điều thiệt thòi là thiệt thòi cho cái bên bán hàng chúng tôi và cái người đi giao hàng. Cái người đi giao hàng thì mỗi một thùng hàng là người ta giao thì người ta được 10.000, 20.000. Và bưu điện người ta có khoán trắng cho những người giao hàng là một tháng 100, 200.000 điện thoại gì đấy. Và gặp những cái trường hợp như thế này thì người ta điện liên tục, người ta tốn tiền điện thoại, người ta tốn thời gian mà người ta không giao được hàng, người ta không có tiền. Đấy là ảnh hưởng đến bên bán hàng và những người đi giao hàng, chứ còn bưu điện họ được lợi, họ không mất cái gì. Nhận hay không nhận, đi về họ đều có cước. Và ảnh hưởng đến người bán hàng và cái người lao động trực tiếp là cái nhân viên đi giao hàng. Họ đi trời nắng thôi chỉ được 50.000 thôi. Gặp những cái trường hợp buôn hàng này họ rất là không hài lòng. Và ngay hôm đầu tiên họ điện lại, họ báo cho bên cửa hàng là tốt nhất là anh không nên lưu hàng này vì cái người này chuyên buôn hàng. Nên lần sau là bưu điện họ có nhắc nhở bọn tôi là các anh gửi hàng thì các anh nên bắt đặt cọc để cho cái bên ship hàng họ cũng bớt vất vả đi. Vì là đặt cọc thì đa số là người ta có ý định mua thì người ta sẽ đặt cọc và người ta sẽ lấy. Chính vì vậy nên là quý vị và các bạn mua hàng thì chúng ta không tiếc gì một cuộc điện thoại
hoặc là chúng ta đặt cọc một cái thẻ điện thoại 50-100 để xác định là mình có mua hàng, chứ bên cửa hàng của tôi không bắt đặt nhiều. Rồi xong đấy, đến chúng ta kiểm tra hàng ok thì lấy tiền, khách quen thì không cần phải đặt, khách mới thì quý vị thông cảm là vậy. Đây cái đôi loa mà gửi cho anh ấy là cái đôi loa của hàng 3G đây. Đôi loa Bát 16 chép niêu, loa lời, loa này nghe rất là hay. Hàng đẹp. Đến nơi người ta không thèm xem hàng, vì người ta buông hàng nhưng người ta không ý định mua, người ta không xem. Cái này, cái đôi loa này là loa Vodka King. Ruột của nó là ruột của hãng B3, hàng chính hãng. Đây là cái thương hiệu Vodka King họ mua lại của cái B3, họ dán cái tem Vodka King vào. Cái này thì họ ghi là 80W. Trở kháng là 6 ohm, nhưng nó ghi như thế này là không đúng. Theo đúng cái loa như hôm trước, cái tem B3 đó thì là nó ghi là 40W. 40W trở kháng 8 ohm thì là chính xác. Sang cái hãng này nó ghi khống hơn một tí. Nó khi công suất lên gấp đôi và nó ghi cái trở kháng tụt xuống 2 ohm. Chính thức của nó là 40W trở kháng 8 ohm. Của nó là Bát 16 chép kèn, làm loa lời rất là hay. Có giá 2.1 triệu, bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Và bên cửa hàng của tôi còn mấy đôi loa Technic. Dòng này Bát 14. Côn của nó là côn 6 lớp. Bát 14 côn 6 lớp, một chiếc giấy. Cái này thì ở bên Nhật người ta hay lắp vào cái quán cà phê, người ta nghe nhạc. Chúng ta làm loa lời hoặc là nghe nhạc kết hợp với dòng loa bốt, loa Bát 20 rất là hay. Hàng sản xuất tại Trung Quốc. Công suất max là 120W. Công suất định mức 60W trở kháng 8 ohm. Made in China. Hàng của Nhật, sản xuất tại Trung Quốc đưa về Nhật. Và cái dòng này thì tôi còn một đôi trùng series. Và có mấy đôi này về thì nó có nguyên thùng xốp. Nó vẫn còn thùng nguyên bản của nhà máy sản xuất, nhưng mà cái táp lô của nó thì mất rồi. Hàng còn rất đẹp, đẹp hơn 90%. Cái này nghe nhạc rất là hay. Có một số anh em mua của tôi cái này khá nhiều rồi đấy. Kết hợp với loa Bose hoặc loa BMW Bass 20 chơi rất hay. Hát. Loa này nó là chuyên về cả hát và nghe nhạc, chứ không phải là loa chuyên về nghe nhạc, lên hát thoải mái. Côn của nó côn 6 lớp. Sức chịu đựng của nó ngang với một đôi loa BMW 450C nếu như chúng ta dùng trên một chiếc amply và mở chung một volume. Sức chịu đựng của nó khá là tốt. Côn 6 lớp. Cái cổng quang này, cái thời gian vừa rồi là bên cửa hàng của tôi hết hàng. Hôm qua về được 100 hộp. Bên cửa hàng của tôi bán bao ship là 420.000 kèm một rác AV của Nhật và đầy đủ các phụ kiện đi cùng. Cái này là cái hộp, chúng ta gọi là hộp giải mã âm thanh quang. Nó lấy tín hiệu từ các cái âm thanh của TV đời cao để nó cho ra cái chất lượng âm thanh. Nó khá là tốt. Nó cân bằng hai loa để chúng ta dùng hát karaoke, nghe nhạc mạng. Có giá 420.000 bao ship kèm một rác AV của Nhật. Cái này thì anh em mua của tôi khá là nhiều. Tôi bán cái này được khoảng hơn 2 năm nay rồi, nhưng duy nhất có một trường hợp phản ánh lại là nó bị hỏng. Còn hầu như chưa có ai bị hỏng. Đấy, tất cả anh em mà đang chơi cái hàng này mua bên cửa hàng của tôi thì cho một bình luận bên dưới để cho khách hàng người ta biết, người ta cùng mua, để người ta tránh mua vào cái hàng nó kém chất lượng khiến nó hỏng liên tục. Và cái này thì bên cửa hàng của tôi là bảo hành 5 tháng. Tôi bán có con tầm 2 năm nay rồi, nhưng mà chưa có con nào hỏng, duy nhất có một trường hợp phản ánh là bị hỏng thôi. Cái này thì nó có cả đầu cổng quang ra, đằng trước là cổng quang vào, là đặc biệt là nó có cái volume tắt mở này, điều chỉnh âm lượng, và khi chúng ta không dùng thì chúng ta tắt cái nguồn điện, tắt cái này là nó mất nguồn điện, nên là nó không bị ôm điện như các cái dòng cổng quang bình thường, nên là nó rất là bền. Đặc biệt là cái này chất âm cho ra rất là to. Cái này cái kích thước của nó bằng cái bao thuốc Vina. Bên cửa hàng của tôi thì vẫn dùng cái này. Trước kia tôi dùng cái loại bé thì thường thường là tôi tiếp nhạc liên tục, nó hỏng liên tục. Và bây giờ tôi vẫn dùng cái loại này. Đấy, quý vị thấy vẫn đặt ở trước cái tivi đấy. Dùng rất bền. Chúng ta mua cái hộp nó tầm 150, 180, 200. Có được 2-3 tháng là nó hỏng. Cái này có hơn 400, 420 bao ship. Dùng khá là tốt.
Tôi bán có những chiếc tôi bán 2 năm nay rồi nhưng khách hàng vẫn phản ánh về là dùng rất tốt. Riêng có một trường hợp là phản ánh là nó bị hỏng thôi. Số đấy thì chưa đáng 0,1%. Tôi bán cái này rất là nhiều. Anh em mà đang dùng thấy cái sản phẩm này tốt thì cho một lời bình luận cho khách hàng chúng ta. Mọi người người ta nhìn thấy người ta cùng mua để về cùng sử dụng. Có nhiều người khi tôi quay clip thì bảo là quảng cáo bán hàng thì đương nhiên quay lên là quảng cáo bán hàng rồi, chứ ai quay chơi đâu. Tất cả quay lên là mục đích quảng cáo bán hàng, chứ không có ai dỗi hơi lên quay để chơi. Nhưng có cái là mình bán hàng thì bán hàng nó có chất lượng hay không, hàng nó có chuẩn như mình quảng cáo hay không, chứ còn đâu có ai quay lên để thế này chơi đâu. Quý vị và các bạn mua cái hàng bãi này thì nó có rất nhiều chủng loại. Qua đây thì cũng tâm sự luôn cho quý vị và các bạn. Giá tiền thì nó khác nhau. Hàng nguyên zin thì nó khác nhau. Hàng không sửa chữa gì nó khác nhau. Và chế độ bảo hành dài thì tiền nó khác chế độ bảo hành ngắn. Chẳng hạn như một cửa hàng người ta bán ra một cái chiếc loa này, người ta chỉ bảo hành cho quý vị là các bạn hàng zin, nguyên zin, còn không bảo hành về chất lượng. Có nghĩa là quý vị và các bạn mua về buổi sáng, buổi chiều hỏng thì quý vị và các bạn tự chịu. Thì chẳng hạn như là người ta bán có 1,8 triệu thôi, xong đấy là ăn chắc cầm tiền luôn. Còn ví dụ như bên cửa hàng của tôi bán cho quý vị bảo hành vừa nguyên zin và bảo hành chất lượng trong vòng 3 tháng, trong vòng 3 tháng nó có trục trặc gì bên cửa hàng của tôi chịu trách nhiệm, thì đương nhiên là tôi phải bán lên 2,1 triệu. Tôi nói ví dụ như thế. Nên chúng ta mà khi đi mua bất cứ một cái dòng sản phẩm gì thì chúng ta phải xem là cái chế độ bảo hành như thế nào và cái chế độ sau bán hàng nó như thế nào. Thì như các cụ nói là tiền nào vải đấy thôi. Như chẳng hạn như một đôi loa này nếu bán cho khách hàng bảo hành 3 tháng thì giá 2,1 triệu. Nhưng nếu bán cho một cái quán karaoke bảo hành 2 năm thì có giá nó phải hơn 4 triệu. Vì trong cái thời gian bảo hành 2 năm nó rủi ro cao hơn. Cũng như chúng ta đi mua các cái bảo hiểm xe máy đấy, tiền càng nhiều thì bảo hiểm càng cao, tiền thấp thì bảo hiểm thấp. Chứ chúng ta không nhìn nhận một cách nó qua qua là vừa bật lên thấy bên cửa hàng kia họ bán cái này có 1,8 triệu thôi, người ta không bảo hành ngày nào, khiên nó là rẻ. Thấy bên Vision Audio bán 2,1 triệu là kêu đắt, nhưng đâu có biết được rằng bên kia họ không bảo hành, còn bên này họ bảo hành tận 3 tháng. Chúng ta không nên tiếc một vài trăm nghìn để mua một cái sản phẩm nào đấy, chơi như kiểu là đánh bạc, được ăn thu chịu. Một cái hàng mà nó chọn thì nó khác, một cái hàng lấy đồ đống nó khác. Chúng ta đi ra mua một cái thấy một cái soạt hoa quả, chẳng hạn như một soạt táo, chúng ta ra chúng ta mua bảo là bây giờ tôi chọn từng quả một thì giá bao nhiêu, chắc chắn người ta bán là 30.000 một cân chẳng hạn. Còn nếu lấy cái gì xúc một cái sâu sứt sẹo thì nó cho khoảng 15.000 thôi. Thì những người mà người ta đi mua cái hàng bãi này cũng vậy, người ta chọn thì đương nhiên nó đắt, chọn quả nào thì ăn chắc quả đấy, nó không có sâu, nó không có dập. Còn xúc một mớ thì nó sẽ có sâu có dập, thì về bán thì sẽ phải san sẻ cho nhau, lấy cái con sâu nhiều san bớt cái con sâu ít. Chẳng hạn như một cái loa có 2 cái chép hoặc 4 cái chép, ví dụ như trong đấy có một cái con 4 cái chép nó lành thì cái con khác có 2 cái chép nó hỏng, thì đương nhiên là phải lấy 2 cái con lành để san bớt được con kia, để cho mỗi con nó bị què quạt một ít thôi, bán cho nó dễ. Thì cái tiền đấy thì nó sẽ thấp hơn, vì người ta mua đồ đống nó rẻ hơn, người ta bán kiểu đấy nó thấp hơn. Có nghĩa là trong một lô 10 con chỉ có 3 con hỏng nặng, thì người ta sẽ lấy những cái con hỏng nặng đấy, người ta san bớt sang các cái con đang lành kia. Chẳng hạn một con có 4 con chép còn nguyên thì người ta bỏ một con chép lành là người ta đưa sang bên kia, người ta cho một con chép bị què quạt vào đấy. 3 con thì bị một con chép nó bị lỗi què quạt, người ta cuốn lại, người ta làm lại màng lại ấy, người ta cho vào đấy, người ta bán cho quý vị thì giá nó thấp hơn, nó so với những cái con mà 4 con chép còn nguyên zin. Đấy là cái quy luật buôn bán là nó là vậy. Những người nào mà người ta hay buôn bán rồi người ta nhìn nhận cái vấn đề nó thông thái hơn, thì người ta chỉ cần nghe qua là người ta biết nó là cái chủng loại gì thôi. Chứ không có cái gì mà ngon bổ rồi còn rẻ thì nó không có. Qua đây thì tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn một số cái bức xúc mà đang gặp phải. Quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube của Vision Audio, quý vị và các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh
và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video tiếp theo. Và trong cái lô âm ly Hàn Quốc bên cửa hàng của tôi thì hiện tại không còn một chiếc nào, còn duy nhất một chiếc 506XG. Chiếc này thì rất đẹp, có giá là 7.500.000 đồng. Nó được độ một chiếc bo liền đời mới vào nên hát cũng khá là mượt mà. 450C vẫn còn hàng, 1000C vẫn còn hàng. Hôm nay tôi chia sẻ qua một số cái vấn đề bức xúc như vậy, tôi không quay các cái mặt hàng. Các cái mặt hàng thì loanh quanh thì nó cũng chỉ là loa nọ loa kia. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua cái gì điện thì có cái đấy. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng, xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0978 527 827. Quý vị có nhu cầu mua hàng tại cửa hàng thì xin đến địa chỉ ở phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Cửa hàng nằm ở mặt đường quốc lộ 3, cách bệnh viện C Thái Nguyên 500m về hướng Hà Nội, cách nhà máy Samsung Phổ Yên 5km, cách sân bay quốc tế Nội Bài dọc đường quốc lộ 3 30km về hướng Bắc. Một lần nữa, Viết Sơn Audio xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi clip của Viết Sơn Audio. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.